Vào hồi 19 giờ 15 phút ngày hôm qua 13 tháng 5, công an huyện Lục Nam đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ buôn bán hơn 280 kg pháo nổ. Trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Liên thôn Trại Ruộng, xã Đông Hưng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Lục Nam và công an xã Đông Hưng phát hiện bắt quả tang đối tượng Lục Văn Tuấn sinh năm 1982, trú tại thôn Trại Ruộng, xã Đông Hưng có hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 8 bao tải đựng 150 bánh pháo, tổng trọng lượng là hơn 280 kg. Hiện công an huyện Lục Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.